chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy có thể in tem ngàn giá sản phẩm. Cái dòng máy mà em muốn giới thiệu với mọi người đó là dòng máy Rin 412 PA cộng có công nghệ của Nhật Bản. Thì đây là dòng máy mình có thể in những cái tem ngàn giá ứng dụng khá là nhiều trong những cái shop thời trang, những cái cửa hàng hoặc là những cái siêu thị mini, tiện lợi, tạp hóa rất là nhiều, hoặc là trong những cái nhà sách. Mục đích là để mình in những cái thông tin của sản phẩm, tên sản phẩm, mã hàng và giá bán để nó rõ ràng với chuyên nghiệp. Thì kèm với đó nó phục vụ do cái quá trình mà mình thanh toán cửa hàng nó sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn, vì có mã vạch để thanh toán nó sẽ nhanh hơn. Thì mọi người hãy cùng em khám phá cái máy này. Mọi người có thể nhìn thấy cái hình dáng bên ngoài của chiếc máy này. Thì đây là dòng laptop, dòng để bàn nên nó có kích thước khá là nhỏ gọn. Còn đi kèm bên đó thì mọi người có thể thấy là tông màu là màu trắng, màu xám, màu đen, nhìn khá là bắt mắt và rất là chuyên nghiệp. Vì do nó có thiết kế khá là nhỏ gọn nên mình có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau, tiết kiệm được cái diện tích và cái khu vực để của chiếc máy này để mình sử dụng. Rồi, thì em sẽ mở bên trong ha. Thì bên trong nên mọi người có thể thấy em mở cái máy lên ha. Thì ở đây là em đang gắn sản lực rồi. Thì đây là cái dòng máy có đồ rộng đồ in đó là 104mm, tương đương với là 4 inch cho mọi người. Đây dòng máy Rin 412 PA cộng có độ phân giải đó là 300 dpi, cho nên thành ra là mình có thể in được cái chữ sắc nét. Thực ra là những cái thông tin ở trên đó, trên những con tem của mình sẽ rõ ha. Cái quần mực mình có thể chứa ở cái khay mực đó là mực 300m, rồi còn quần giấy phía sau đây là cái khu vực để giấy thì mình có thể chứa được cái giấy là 50m. Mọi người có thể thấy máy nhìn rất là chắc chắn ha. Đó. Rồi, anh giới thiệu sơ qua một xíu ở phía sau. Thì về cái cổng kết nối thì máy cũng có khá là đa dạng cổng kết nối. Đây mọi người có thể thấy là bên này là công tắc ha, dắt nguồn này. Và máy có cổng kết nối là một là USB nha mọi người, hai là RS232 này, ba là có cổng LAN. Thì mà dòng máy để bàn mà có cổng LAN thì đây là cũng một trang trí khá là tốt để mình có thể là sử dụng là nhiều máy tính ở trong cái văn phòng hoặc trong cái cửa hàng mình có thể là xài một máy thôi, mình có thể là sử dụng nhiều máy tính khác nhau để in, chứ không nhất thiết là một người in một máy. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in cho mọi người xem về cái khả năng in, mọi người xem về cái khả năng in cộng với đó là cái tốc độ in của cái dòng máy này. Tốc độ in theo như thông số thứ hạng cung cấp đó là 101mm/s. Nếu mà mình in nhân á, cái tốc độ in này mình có thể thay đổi nha mọi người. Đây, bây giờ thì em sẽ tiến hành in thử. Đây, em mở nguồn máy lên ha. Trên này nó sẽ có những cái đèn để báo hiệu lúc nào mà đèn ra đi sáng, hoặc là sẽ tớt sáng để báo hiệu là máy lỗi giấy hoặc chưa lắp giấy lắp mực thì mình xem mình sẽ biết. Đây, máy vừa in ra ha, mọi người có thể thấy là tốc độ in khá nhanh. Để in thêm một vài cái cho mọi người thấy cái khả năng in đến của máy ha. Nó in khá là nhanh nha. Này, mọi người có thể thấy là nét chữ rất là sắc nét ha. Mã vạch này, sắc nét này. Chữ giá sản phẩm thì cái thông tin này trên này để mình dán lên những cái sản phẩm của mình. Đây ví dụ như là lúc mà in xong thì mình có thể là lột dán lên những cái mã áo quần này. Đó, dán lên. Nó rất là nhanh chóng, sau đó mình móc lên áo quần hoặc là những cái sản phẩm khác, bất kỳ rất nhiều cái sản phẩm khác nhau. Rồi. Chiếc máy in này thì mình có thể là kết nối với những cái phần mềm bán hàng thông dụng trên thị trường hiện nay để có thể là in trực tiếp từ phần mềm bán hàng, hoặc là bên em sẽ cung cấp một phần mềm thiết kế tem nhãn để mình có thể là sử dụng và in ấn. Đó, với theo những cái số lượng ở trên này thì sẽ theo số lượng mà quy định ở trên phần mềm, có thể là một cái mặt hàng in 5 con, 10 con rồi mới chuyển qua mặt hàng thứ hai là 15, 20 con hoặc là 100 con gì đó thì nó sẽ in được hết, chứ không nhất thiết là một hàng này là sẽ in một cái thông tin sản phẩm giống nhau. Thì có thể là sử dụng và in được nhiều cái số với những cái số lượng khác nhau. Mình nói cho em nếu ví dụ như là quần jean này, áo phu này, chân váy này, miễn sao cái phần mềm của mình có thể điều chỉnh được thì mình có thể là in được theo số lượng mong muốn. Nhưng mọi người có thể thấy là tốc độ in nó rất là nhanh ha. Máy đây là máy Rin 412 PA cộng. Em xin nhắc lại đó là có độ phân giải là 300 dpi. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về dòng máy có thể in được tem nhãn giá sản phẩm có model đó là Rin 412 PA cộng này. Thì em cũng đã in test thử cho mọi người xem trên cái quy cách giấy mà rất là thông dụng trên thị trường đó là 3522, một hàng ba tem này, thì mọi người xem về cái khả năng in cũng như là cái chất lượng in của nó, về cái nét chữ của cái dòng sản phẩm này cũng như là những cái mã vạch mà được chiếc máy này in ra.
Thì nếu mà người cần tư vấn thêm về những cái dòng sản phẩm internet giả, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế giới Bảo mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioibamat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người có thể là cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.